Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Ngày hôm nay Lợi nói về ôn tập các số đến 100 tiếp theo toán lớp 2. Thì ở đây các bạn cần nhớ những kiến thức sau đây, đó là con số từ 0, 1 nè, 2 nè, chấm chấm đến 90 chỉnh. Và các bạn phải biết đâu là hàng đơn vị, đâu là hàng chục. Ví dụ như 12 thì từ phải sang trái nè, số 2 thuộc hàng đơn vị, số 1 thuộc hàng chục, và cách đọc của nó chính là 12. Được chưa ạ? Các bạn phải biết cách đọc và cách viết và biết hàng đơn vị, hàng chục của nó. Ok chưa ạ? Thứ hai đó là các bạn phải biết so sánh số. Ví dụ như so sánh số 34 với là 70, 18. Thì thứ nhất các bạn đếm, bước 1 đếm nè. Đếm số đó. Rồi, 1 2 1 2. Khi số lượng chữ số bằng nhau thì các bạn so sánh từ trái sang phải. 3 với 7 thì số 7 lớn hơn, vậy cho thấy 78 lớn hơn 34. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp theo đó là sắp xếp số. Thì sắp xếp số này cũng giống như so sánh số mà thôi. Ví dụ như 21, 27, 35. Thì các bạn nhìn, các bạn làm giống như so sánh số. Đếm, bước 1 đếm 1, 2, 1, 2, 1, 2 đều là hai chữ số. Các bạn làm từ tay trái sang tay phải. 2, 2, 3, vậy số 3 lớn nhất, vậy 35 lớn hơn. Tiếp tục, hai thằng này đều có hàng chục là số 2. Các bạn so sánh tiếp hàng đơn vị là 1 với 7, thì hàng 7 lớn hơn, vậy 27 lớn hơn 20, 21. Ok chưa ạ? Rồi, thôi xin chào.